Số phức có thật sự khó như lời đồn? Phần 5. Anh lấy một ví dụ cơ bản trên có ID là 150328 được trích trong sách tổng môn toán học tập 2, tính module của số phức Z. Với bài toán này thì các bạn chỉ việc cô lập Z ra và tính module thôi. Nhưng chúng ta hãy tận dụng Casio để giải quyết bài toán một cách nhanh chóng. Các bạn nhìn cách thực hiện. Đầu tiên chúng ta chuyển về phương thức tính số phức menu 2, rồi các bạn nhập vào Shift ABS để tính module. Kết quả ra 5. Vậy mình dễ dàng chọn được đáp án A, đáp án chính xác của câu hỏi này. Và các bạn đừng quên follow kênh Tốc Học Toán Qua Hưng để đón xem tất cả kỹ thuật Casio đỉnh cao.